chuyện gì hết mà. Tự nhiên cái em con hoảng loạn như người mất hồn vậy đó. Bây giờ cái gì nó cũng sợ. Thì con đừng có tự động vô phòng nó nghe. Có mỗi ba em là mất thôi à. Với lại ba hiền lắm, không có nhát ai đâu mà sợ. Em mà mở nhạc hợp thời điểm quá vậy. Nhà này hình như xài hệ thống cửa tự động. Tao nghĩ thằng Hoàng không có thật. Ý mà nói ông Hoàng chết rồi. Để khi nó chết ở ngay đây nè. Vậy chắc ở đây nhiều ma lắm hả chú? Ở đây người ta kỵ nó từ đó, người ta gọi là khách. Hoàng em mà tự nhiên mọi người kêu nó là khách là sao? Hoàng em của Vi nó là em ấy. Em ấy là gì? Là những chữ cái của tiếng Việt đó. Em ráp lại và dịch đi. Là mây. Không phải. Mặc nguyên cái quần ướt là người dính tại son gì ngủ ra. Ghê quá. Rồi. Trời ơi. Vậy cũng được nữa hả? Khô rồi, ngủ đi. Bà đang có một âm mưu gì đó. Vi đã gặp nguy hiểm. Tao phải cứu Vi. Hiểm đó. Phải chi ở đây có màn ấy là tụi mình biết cách trừ tà rồi. Trời ơi, kiếm đâu xa xôi. Anh Google đứng kế bên. Còn loãng lắm. Trời ơi, tụi con té mét hết trơn. Còn loãng là sao chú? Con nghĩ chú phụ tụi con đi. Con nghĩ chú phụ là phụ máu chú mà. Trời ơi, tao ôm nhôm nhất mà hùng hạp dưới đây. Thôi bây giờ thế này, mình thi kể chuyện về khách đi. Đứa nào mà sợ thì nằm ngoài. Mày cứ đi không vậy, đã sợ rồi còn nằm ngoài.